Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ sáu em quay lại nha. Nãy quay mà cái mic nó bị hết pin nên quay là nói chuyện là không có nghe gì hết nha anh em. Bây giờ quay lại nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha. 0933 207 208 nha. Rồi đầu tiên là cặp bao tay. Bao tay này là bao tay lô 100% nha anh em. Bao tay lô. Bao tay hàng phụ tùng nha anh em. Đây, nó có chữ gì nè. Nhưng mà nó gần giống rin nha anh em, y như rin luôn, người ta mới hay vô luôn, có luôn cái ống gà rin nha. Bao tay này bán 150 nha anh em. Đó, cặp bao tay, một bao tay lô luôn ống gà rin, bao tay là 150. Rồi cặp cầm, cặp cầm là 600 nha, cặp cầm luôn tay hắn 600. Đồng hồ là 1,3 triệu, bốn món xài chung một chìa là em bán rồi. Ốp đầu trên dưới ngay đây có chạy tí xíu nha anh em, sơn rin, tem ba số đàng hoàng. Ốp đầu trên dưới này là 1 triệu. Rồi cặp kiến rin, cặp kiến rin chân đẹp, gọng si rất là đẹp nha anh em. Cặp kiến này là 700 nha anh em. Nó ngay đây nó có bị lỗi tí xíu nha. Rồi pha đèn này là 1,2 triệu nha anh em. Rồi ba ga mũi, ngay đây có xịt bạc nha, ba ga mũi là 300. Rồi mặt nạ là hai bên rất là đẹp nha anh em, màu 141 nha chứ không phải là màu 142 nha. Đó, trên đây nó có trầy này nha anh em, nhưng mà rất là khó thấy đó, anh em vô xe là bao đẹp luôn. Mặt nạ này là 800, nói chung vô xe là không thể nào thấy được cái chỗ trầy đó nha anh em, do chắc hồi xưa nó gắn cái chắn gió đó, bởi vì nó bị trầy vậy. Rồi về trước xuất sắc, về trước này là 1,2 triệu nha, tem rin nha, tem này không là 200-300, 1,2 triệu nha anh em. Về trước 1,2 triệu, về bao đẹp. Rồi vỏ gấp trước, vỏ gấp trước là ngay đây có trầy tí xíu nha anh em, qua bên đây cũng có chạy xíu. Vỏ gấp trước này là 900, nói chung sơn rin cỡ này là anh em vô xe rất là đẹp, mặc dù nó có trầy nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp. Vỏ gấp trước là 900 nha, 4 dây 90, 500 giò gà luôn hai ốc nha, giò gà 90 nha, anh em xài cho 70 vẫn được nha. Giò gà này là 1,2 triệu nha. Giò đạp, mấy cái này là bán rồi nha anh em. Giò đạp 300, cây bô. Cây bô này xuất sắc luôn nha anh em, bô Gucci. Bô là rất là sáng luôn, cái dĩ cũng đẹp luôn nha anh em. Bô này em bán là 4 triệu nha, bô là bao đẹp. Đó anh em nhìn mặt dưới nè. Đó anh em nhìn mặt dưới với cổ là cực đẹp luôn á. Bô là 4 triệu nha anh em, xài cho 70 vẫn được nha. Rồi gấp sau đây. Đó, gấp sau tuyệt đẹp luôn. Gấp sau này là 1,8 triệu nha anh em, xuất sắc luôn, không có trầy trội hết, quá đẹp. Cái này còn rất là bót nha, này bật vô là phải nghe cái cạch. 1,8 triệu nha anh em, gấp sau là đầy đủ nha. Gấp sau là có luôn gác chân nè, có luôn cốp nha anh em, đó đầy đủ hết nha. Gấp cỡ này là quá đẹp rồi, hàng heo xe. Rồi mấy cái cần số gác chân chống nghiêng là em bán rồi nha. Rồi hộp sơn, sơn rin, tem rin. Hộp sơn này là 1,9 triệu nha anh em, rất là đẹp, không cắn mớp, không bị gì hết nha. Rồi phuộc sau 90, ống xi rin, trên đây có xịt bạc, nhúng bao tê luôn, phuộc 90 mà. Phuộc này là 1 triệu nha, 90 là nhúng tê lắm nha anh em. Rồi đuôi sau luôn trắng bùn 800, đuôi cỡ này là quá đẹp rồi, 800 nha anh em. Đuôi sau trắng bùng nè, tem còn luôn 800. Rồi đèn hậu, đèn hậu thì nhưng có bị nứt quá, đèn hậu bị nứt rồi, đèn hậu này bị nứt nên em bán là coi như là chỉ bán cái đế thôi là 500 nha anh em, do bị nứt ngay đây nè, bán 500 chứ không phải là bán là phải 800. Đó, cái màu này là màu sơn 141 nha anh em. Anh em phân biệt nè, anh em cứ cần nhìn vô cái sườn á, anh em thấy cái đường đường này màu tím là nó sẽ là màu xanh nhớt, còn nếu mà màu
cái đường này là màu đỏ thì nó sẽ là màu xanh 142 nha. Nhiều anh em bị lộn nha, cứ thấy tem nổi là tưởng màu xanh 142 nhưng mà thật sự này là cái màu 141, màu xanh nhất đó. Nhìn cái đường này nè, đường màu tím là màu xanh nhất 141, phân biệt vậy thôi, quá đơn giản. Rồi cặp cốp, cốp thì ngay đây cũng có nứt tí xíu, anh em gắn cái ron cao su vô là che được nha. Cặp cốp này là 1 triệu nha, luôn ốc cốp, anh em không lấy ốc cốp thì trừ tiền ra. Rồi full full đường dây điện là 1,2 triệu nha anh em. Rồi ba ga sau Sirin, ba ga sau này Sirin là 1,4 triệu nha anh em, khá đẹp, rất là đẹp nha anh em, 1,4 triệu. Thùng xăng lớn, thùng xăng lớn này là sơn rin, tem rin, luôn báo xăng 500, giá quá tốt, luôn có luôn ống xăng nha anh em, anh em thích thì em tặng luôn anh em 2 ngóc, giá 500, giá quá im luôn. Rồi yên, đế mút rin, da rin, da rin nhưng mà có bấm lời nha anh em, có bấm lời nha đó, da là trên đây là rin nha, bao da rin hết là cực tốt nha đó, hết là còn rất là mới. Yên này em bán là 1,5 triệu nha, yên là 1,5 triệu nha anh em. Rồi còn cái bẩn, bẩn này là hàng hàng new vô logo nha anh em, bẩn hàng bẩn đời cao á, bẩn này là không lỗi lầm, bao anh em là hoàn hảo vô cái logo rin đó, 1,5 triệu đó. Anh em nào mà hít mà bẩn mà hoàn hảo thì cứ mua bẩn này nha, không có lỗi gì hết nha, hoàn hảo 100%, 1,5 triệu. Rồi còn cục máy bình xăng con Boe là 12 triệu nha anh em, máy thì lốc có trầy, máy này bắt rất là im nha anh em nhìn dàn ốc nè, máy bình xăng con Boe kẹn 12 triệu, lốc bên đây cũng còn khá. Đó, 12 triệu nha anh em. Rồi còn cặp bánh, bánh này là em rã món luôn nha anh em, cặp đầm trước sau là 1,8 triệu nha, đầm là đầy đủ cốt bát nha, nè đầm nè, cốt nè, đó, bát thắng đầy đủ 1,8 triệu, cặp đầm đó nha anh em. Còn cặp vỏ, vỏ trước là vỏ đun lớp, vỏ đun lớp Indo 2.50 đó, vỏ sau thì vỏ cũng vỏ đun lớp luôn 2.50 luôn, cặp vỏ này là 1 triệu đó, cặp cặp đầm là 1,8 triệu này, đầy đủ cốt bát hết nha. Nhông sinh dĩa là 500 nha, bộ câm trước sau là 700, câm thì câm sau chân có xét nhưng mà chắc câm thì cũng còn khá, anh em về có thể hai chân vô là xài. Đó, cầm trước là đẹp nha anh em, cầm trước là bao đẹp, chỉ có cầm sau là chân hơi yếu thôi. Còn cặp niền, cặp niền là niền Futaba nha anh em, niền Futaba đát 96 nha, đây Futaba đát 96, niền trước là tuyệt đẹp luôn, không có lỗi gì để báo luôn. Niền sau em quay niền sau cho anh em coi, niền sau cũng niền Futaba luôn. Rồi niền, nói chung là cặp niền này rất là đẹp nha anh em, không có bị xét gì hết nha. Cặp niền này em bán là 2,9 triệu nha anh em. Đó, niền sau là cũng 96 luôn. Cặp niền là 2,9 triệu nha anh em. Đó, niền là không có lỗi gì để báo luôn. Rồi anh em cần món nào cứ alo em nha. Máy là bao im nha anh em, máy là găng ti thôi khỏi nói. Thì hầm, bộ ốc xe này là 1 triệu nha, có bộ ốc nè, bộ ốc bên những ốc nè, 1 triệu nha anh em. Rồi anh em cần món nào alo nha.